Không không em ơi. Anh gì ơi, anh bỏ quên người yêu nè. Thằng nào kìa, dắt nó về đi. Kiếp thật khang, hiệu quả cho người rối loạn lo âu, trầm cảm, đau đầu, mất ngủ kéo dài, suy nhược thần kinh. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Tối ngày 20 tháng 8, chuyện một nữ diễn viên hài được cho là đã sinh con đầu lòng cho bạn trai gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội. Đến thời điểm này, Diệu Nhi và Anh Tú là hai nhân vật được netizen réo gọi nhiều nhất vì hàng loạt chi tiết trùng khớp. Đặc biệt, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau bức ảnh ghi lại lúc Diệu Nhi được Anh Tú đưa đi khám thai. Trong ảnh, có thể thấy bụng của mẹ bầu nghi là Diệu Nhi đã rất to. Người này cũng đang được bạn trai Thác Tùng đi khám, nhưng cả hai không ngồi cạnh nhau mà đeo khẩu trang, nón rất kín và giữ khoảng cách nhất định. Ngay lập tức, Thánh Soi phát hiện chiếc nón và đôi giày của mẹ bầu trong ảnh đã được Diệu Nhi diện nhiều lần. Đồng thời, chiếc áo của nam chính cũng giống với áo của Anh Tú từng khoe trên mạng xã hội. Giữa lúc tin đồn rầm rộ, chính chủ chưa lên tiếng nhưng các Thánh Soi đã phát hiện dạo gần đây, Diệu Nhi có những biểu hiện lạ. Cụ thể, trong các vlog ăn uống được đăng tải trên YouTube trong thời gian 2 tháng nay, Diệu Nhi đều diện đồ rộng, đi dép lê và luôn khoác áo để phân tán sự chú ý khi xuất hiện nơi công cộng. Tuy nhiên, ở một vài góc quay, nữ diễn viên hài đã để lộ bụng lồng sơm thấy rõ, khiến netizen càng có thêm cơ sở nghi vấn cô đã sinh con đầu lòng cho bạn trai. Bún thịt xào, chị Phượng Phan Thiết trứng mực nè, chè bắp ở trong chợ Phan Thiết nè, sinh tố dưa gan với nha đam nè, Sài Gòn có Phan Thiết bánh mì cà ri dịch, cơm gà mắm gừng Phan Thiết, cơm rượu Phan Thiết, cơm vịt quay Phan Thiết, miếng măng vịt Phan Thiết. Canh vịt nè, mì quảng giò Phan Thiết, mấy ốc giác Phan Thiết, chấm mi, bánh căn Phan Thiết nè, là lá la, đây là bánh canh chả cá Phan Thiết nè. Bánh tráng bánh vuốt Phan Thiết nè, bún chả giò Phan Thiết, chấm nước mắm đậu phộng, bún cá mai Phan Thiết, bánh bèo mặn, bánh bèo ngọt Phan Thiết, bánh ngoài dạng Phan Thiết. Trong một livestream hôm 13 tháng 8, ngoại hình nữ diễn viên cũng thay đổi thấy rõ. Theo đó, gương mặt Diệu Nhi có phần hơi bầu bĩnh, nếu không muốn nói là tăng cân rõ rệt. Đáng chú ý, do nữ diễn viên hài mặc chiếc áo thun hơi rộng nên càng tăng thêm nghi vấn đang mang thai. Đặc biệt, Diệu Nhi còn dùng một chiếc gối để che đi phần bụng trong lúc livestream. Chính những chi tiết trên khiến netizen không khỏi tin rằng cô đã có tin vui. Ở một diễn biến khác, trước khi có tin đồn 2 ngày, Diệu Nhi còn đăng clip bác trai nhảy trên nền nhạc rồi tới luôn. Trong đoạn clip, Diệu Nhi đã quay tới bến và vẫn giữ phong cách hài hước đúng như tính cách lầy lội nổi tiếng showbiz. Tuy nhiên, trang phục áo măng tô có phần khá rộng được Diệu Nhi mặc trong đoạn clip lại khiến dân tình bán tin bán nghi. Một số ý kiến cho rằng cô đang ngầm che chiếc bụng bầu, nhưng bình luận khác lại khẳng định nếu nhìn kỹ sẽ thấy bụng Diệu Nhi có phần to hơn bình thường. Còn nhớ vào tầm tháng 5 năm 2021, Diệu Nhi đã xuất hiện trong talk show Bar Story của VJ Dustin Phúc Nguyễn. Ngoại hình của nữ diễn viên có phần có da có thịt hơn trước và cô nàng cũng lựa chọn một bộ trang phục khá rộng để giấu bớt đường cong. Chương trình đã được ghi hình vào tháng 4 trước đó. Đến với quầy bar của Dustin, các
các khách mời thường được mời thưởng thức các loại rượu thượng hạng, nhưng riêng Diệu Nhi thì lại từ chối. Cô chỉ làm bạn với nước lọc và nước ép hoa quả. Giữa lúc cư dân mạng bàn tán xôn xao, động thái của nữ diễn viên Diệu Nhi và bạn trai Anh Tú lúc này được quan tâm hơn cả. Theo đó, trong khi Diệu Nhi vừa chia sẻ hình ảnh nhận được gói quà to đùng toàn thực phẩm bổ dưỡng vào tối ngày 20 tháng 8, thì Anh Tú lại đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội với biểu tượng nâng ly chúc mừng. Đáng nói, hai người lại đăng vào cùng khoảng thời gian. Hiện tại, netizen rất mong chờ Diệu Nhi chính thức lên tiếng về tin đồn này. Diệu Nhi và Anh Tú nên duyên từ khi làm việc chung tại sân khấu kịch. Anh kém bạn gái 2 tuổi và được đông đảo người hâm mộ ủng hộ quan tâm. Họ luôn giữ hình ảnh đẹp, sạch và vô cùng duyên dáng, kèm theo sự lầy lội. Hãy nhắc đến bạn trai tin đồn của nữ diễn viên, Anh Tú chính là người được cư dân mạng gọi tên một cách không chần chừ. Thế nhưng hai người còn được người hâm mộ gọi là cặp đôi bí mật nhất showbiz Việt khi luôn kín tiếng, ít phô trương. Trước đây, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, mặc đồ đôi và thoải mái công khai mối quan hệ. Thế nhưng những năm sau, họ ít tương tác và khá kín tiếng về chuyện đời tư. Càng về sau, cả hai càng khép kín và gần như không chia sẻ tình cảm trên truyền thông. Quen nhau hơn 6 năm nhưng hai người hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc mặn nồng, hạnh phúc. Diệu Nhi cũng không ngần ngại tuyên bố bản thân đã có người yêu khi được đồng nghiệp, khán giả thả thính trên mạng xã hội. Trên game show, cô cũng từ chối khéo léo mỗi khi bị treo, ghép đôi với ai khác. Khi tham gia chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ, Anh Tú không ngần ngại gọi Diệu Nhi là người yêu khi được MC đặt câu hỏi. Mối quan hệ giữa bạn và Diệu Nhi là như thế nào? Chỉ với hai chữ người yêu, người hâm mộ đã vô cùng thích thú khi nhà trai công khai đánh dấu chủ quyền. Trong dịp Noel, bức ảnh nam diễn viên vui vẻ cùng gia đình bạn gái cũng được mọi người chia sẻ khắp diễn đàn. Vào Tết Nguyên Đán năm 2020, Diệu Nhi đã gác mọi lịch trình ra Hà Nội đón năm mới cùng gia đình Anh Tú tại Hà Nội. Mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp, tình yêu mặn nồng và khá lặng lẽ, không công khai như trước. Công khai tình cảm vào năm 2016, hai người thường xuyên bị bắt gặp mặc đồ đôi. Về sau họ hạn chế tối đa việc nhắc đến nửa kia, bởi lẽ cả hai muốn khán giả quan tâm đến công việc nhiều hơn chuyện đời tư. Cặp đôi chứng minh việc hai người hẹn hò không phải để PR tên tuổi cho nhau. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Diệu Nhi từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tung bộ ảnh cưới trên trang cá nhân. Cô trang điểm dịu dàng, diện chiếc váy cưới lộng lẫy, được lấy cảm hứng từ đầm quý tộc châu Âu và được thiết kế với cổ và tai phòng nhún nhẹ nhàng, khiến người hâm mộ lúc đó không ngừng bàn tán Diệu Nhi sắp lên xe hoa với Anh Tú. Sau đó, nữ diễn viên giải thích bản thân rất thích làm cô dâu nên đã cùng ekip quyết định thực hiện bộ ảnh như một món quà gửi đến khán giả, những người đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua. Việc thay đổi khác lạ, trở thành một cô dâu xinh đẹp trọng đại, cô hoàn toàn lột xác khỏi nữ diễn viên hài hước, lầy lội. Diệu Nhi và Anh Tú vẫn đang là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Sau 6 năm bên nhau, hai người chủ động giữ kín tình yêu giữa chốn thị phi, tránh ồn ào. Người hâm mộ không ngừng mong đợi hai người sớm có cái kết đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trương. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.